Khánh Ngân xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình truyện ngắn có tên Mẹ chồng nàng dâu. Nghe đến đây là ai cũng là cũng phải hí hửng, tại vì cái câu chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn là một cái tựa đề hot của cái xã hội, dù bất cứ ở xã hội nào ha. Thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Có đôi lúc Khánh Ngân giải dòng một xíu về cái người miền Bắc nhá, mọi người nhá. Khánh Ngân không hề nhái nha. Tao đi từ Nam ra Bắc, tao không thấy cái đứa con dâu nào mà như mày. Con đi khắp cái gầm trời này cũng không có người mẹ chồng nào như mẹ. Tao thì làm sao? Thế con thì làm sao mẹ? Mày chả làm sao. Mày là nhất. Đi ra ruộng thì đi luôn đi, ban ngày thì mãi đi chơi, tối tắt mặt trời đổ lúa vào say. Làm việc không khoa học, chỉ có nghèo suốt đời con ạ. Con nghèo thì mẹ cũng nghèo theo, nên đừng có mà trù ẻo. Ngày nào bọn tôi cũng được nghe dân ca và nhạc cổ truyền miễn phí từ hai mẹ con nhà bà cụ Thảo. Cụ năm nay 80 tuổi rồi, con dâu cụ thì hơn 40 tuổi. Nghe đâu bảo ngày xưa cụ sức yếu, xảy mấy lần mới sinh được chú Tự. Vì là con cầu Tự nên bà chiều chú lắm, từ nhỏ tới lớn muốn gì được nấy. Ngày chú Tự cưới cô Tinh, bà cụ cũng chẳng thích lắm, vì cô Tinh học hết cấp 1 là nghỉ rồi. Nhưng chú Tự kiên quyết nên cụ phải cắn răng tổ chức lễ cưới. Cưới xong, cô Tinh sinh liền tù tì 3 đứa con gái. Cụ cứ biểu môi, mãi là đồ không biết đẻ. Cụ bảo cô Tinh, nếu mà sinh thêm thằng cu nó giỏi, kẹo lúc bố chúng nó đi gái lại rồi ngồi mà khóc. Con gái là con người ta. Cô Tinh nghe thế bực mình đảo, con gái là con người ta, con dâu đích thực mẹ cha mua về, thế sao mẹ không đối xử tốt với con đi? Con nào chả là con trai mẹ có ở nhà chăm mẹ đâu, toàn thân con hầu hạ. Bà cụ hừ một cái rõ dai rồi quay mặt vào tường chẳng nói gì thêm. Mỗi ngày đều nghe thấy mẹ chồng con dâu nhà cụ kể sướng tì người tì, hay hơn cả xem kịch nói trên VTV1 mỗi tối thứ bảy. Hôm nào không thấy hai mẹ con cụ cãi nhau là thấy sớm hiu hắt hẳn. Có một sớm tôi vừa cho kem đánh răng vào miệng, thấy bà cụ nhà bên hầm hực gào toáng lên: tay tao bưng trầu, đầu tao đội lễ, tao rước mày về cái nhà này, chứ không phải con sung cái kiến nó tha mày về, mà mày không biết lớn biết bé, đi không thưa về không ngửi nhá. Mẹ ngủ ngáy o, đấm bẫy chày ngày chả hự. Con thưa kiểu gì mà con đi bừa chứ, đâu mà thưa với gửi. Mẹ bớt bớt cái tính cổ hủ đi. À, tao cổ hủ, mày chê bà già này cổ hủ à? Để tao gọi chồng mày về xem nó có cho mày một trận không. Mày dám chê mẹ nó à? Mẹ đi mà gọi, con chả ngán. Mẹ chửi xong rồi thì ra ăn bánh quấn đi không nguội. Tao không ăn, không ăn tuần trưa mới có cơm đấy. Lát bọn chị về nó ăn hết lại chả kêu. Bà Tư búng làm riềng rang, làm riêng cho mẹ đấy. Câu chuyện bắt đầu hấp dẫn rồi đây nha nha các bạn. Cái con mụ Tư búng chỉ khéo mồm, bán thì đắt, mày chỉ khéo vẽ vời tốn tiền. Thế mẹ có ăn không? Chả ăn thì sao? Đôi lúc mẹ chồng và nàng dâu mà người Bắc với người Nam á, thỉnh thoảng nó xen lẫn nha quý vị và các bạn. Tôi cười nuốt cả kem đánh răng. Cái làm tôi đều biết bà cụ Tháo là địa chủ hết thời, ai cũng sợ cụ. Ngày cụ còn trẻ, còn khỏe, đanh đá nhất làng.
chẳng ai dám động đến cụ. Thế mà không hiểu sao cô Tin chịu được những gần 20 năm. Nghe đâu ngày cô Tin mới về làm dâu, làm bà cụ tăng huyết áp mấy lần. Cụ còn dọa thắt cổ tự tử. Thế là cô cắt ngay cái màng tin, nối thành cái dây dài treo thòng lòng từ nóc nhà xuống, rồi bảo cụ leo lên. Cụ tức quá chửi ầm lên, nói cô muốn giết cụ. Cô phì cười bảo là cụ tự muốn chết, nếu không muốn chết thì xuống bếp ăn cháo cá đi, không nguội nó tanh. Cụ chọn cháo cá, vừa ăn vừa hứ vừa hừ. Chú Tự đi làm xây dựng mãi dưới Quảng Ninh, một năm chẳng về được mấy lần. Bà cụ tuổi già hay ốm, hay nũng, hay giận. Chỉ có cô Tin mới trị được cụ. Mỗi lần hàng xóm nói cô khổ, vớ được mẹ chồng ghê gớm, cô cười hi ha. Người già với trẻ con là một, dỗ dành một tí là ngon như bóng ấy mà. Ban đầu mọi người nghĩ cô khôn khéo, ý tứ, cho là cô ba phải, sau rồi phát hiện ra cô chẳng bao giờ đi nói xấu mẹ chồng ở bất cứ đâu. Thành ra mỗi ngày thấy mẹ con cô hát tuồng, ai cũng giỏng tay lên nghe rồi đem đi buôn bán trong những vụ dưa leo, dưa lê ngoài ruộng. Mà bà cụ gắt gỏng là thế, nhưng đi đâu cũng có một cô con dâu buôn bán. Tin nhà tôi, hai câu con tin nhà tôi, sau hàng xóm cũng quen. Lại nghĩ chắc cô Tin và bà cụ kiếp trước là nghiệp duyên, kiếp này là phải trả nợ, cả đời dính vào nhau. Hàng ngày hai người tranh chấp toàn diện lông gà vỏ tỏi, từ việc hát ru con tới việc tắm cho lợn, mà cuối cùng toàn bà cụ thua. Vừa ăn vừa thua, vừa phơi lưng cho con dâu bóp thuốc, vừa lẩm bẩm chửi biếc: thế ngày xưa tao ép thằng Tự lấy đứa nhiều chữ hơn, học nhiều nó mới ngoan. Cô Tin cười ha hả: làm gì có ai nhiều chữ bằng mẹ, văn thơ mẹ cả cái chuồng trâu nhà mình chứa không hết. Cha Tiên sư bố mày. Một hôm cô Tin cuốn lên đi tìm bà cụ. Chả là không biết bà cụ nghe ai nói chú Tự có bồ, thế là cụ bỏ ăn nằm liệt 2 ngày. Cô Tin gọi chú Tự về gấp, chú bảo bận chưa về được. Sáng hôm sau cô đi chợ, về thì không thấy cụ đâu. Cô tìm nhà trên xóm dưới, rồi hoảng hốt chạy ra ao ra giếng không thấy bóng người. Cô cuốn lên gọi điện thoại: mẹ anh chết rồi, anh có về không hả? Không thấy mẹ anh đâu, anh về ngay còn kịp tìm xác. Chú Tự về nhanh như một cơn gió, 4 giờ chiều đã có mặt ở nhà. Hàng xóm hỗ trợ tìm cụ Từ trưa không nghỉ. Thấy chú về cô khóc toáng lên, đánh chú thùm thụp, miệng thì liên tục: sao giờ anh mới về? Không thấy mẹ đâu cả, không thấy mẹ đâu cả, thiêu hết cả bánh giò rồi, mới có từ trưa thiêu thế nào được. Cả nhà không biết cụ chu từ đâu ra, cả người lấm lem. Cô Tin nín mặt, cả khóc, cả xóm trắng mắt, ai nấy đều thở phào. Chưa kịp phào xong thì cụ ngã lăn quay ra đất, mọi người lại tán loạn đưa cụ đi trạm xá cấp cứu. Bác sĩ bảo cụ bị tụt huyết áp do quá đói. Rồi bác sĩ nguyết cái cô Tin một cái rõ dài: đúng là một mẹ nuôi được 10 con, chứ 10 con không nuôi nổi một mẹ. Cô Tin truyền được nửa chai đường thì bà cụ tỉnh lại, thấy con dâu khóc thút thít, cụ xì mặt ra: mày định khóc bây giờ cho đủ, để lúc tao chết mày không khóc nữa phải không? Cô Tin: bánh giò có mang theo không? Cô Tin: biết ngay mà, chỉ có giả bộ thảo hiền là giỏi. Chú Tự và cô Tin: có mẹ chồng giỏi ăn nói nó khổ thế đấy. Cô hỏi cụ: mẹ trốn ở đâu cả ngày mà tìm mãi không thấy? Bà cụ hừ một cái: trốn trên cái hố, mỗi cái bãi chè sau nhà chứ đâu.
Mày cứ động trí là đầu óc lú lẫn bả đậu. Trưa hôm sau, bà cụ được về nhà. Sau khi ăn xong bát cháo gà tầm thuốc bắc, cụ gõ cái gậy xuống đất, bắt chú Tự quỳ xuống trước bàn thờ ông cụ Thảo. Chưa kịp nói gì, cụ đã phan túi bụi. Con chó có đuôi, con người có ý thức. Vợ anh ở nhà băng mặt cho đất, băng lưng cho rời, để anh ra ngoài ăn chơi đàn điếm hả? Con không có. Tôi quản anh có hay không hả? Tôi là tôi biết hết. Anh chê tôi già, mắt kém, anh đừng qua mặt tôi phỏng. Đường đường là thằng đàn ông, văn chương chữ nghĩa bề bề thật, nã ám thì mê mặt lòng. Tôi nói anh biết, nhà tôi chỉ có mình con tin được có tên trong gia phả. Mấy con yêu tinh quả cái kia đừng hòng bước chân vào. Anh khôn hồn thì biết đường mà về nhà hối lỗi với vợ con. Tôi chỉ có ba đứa cháu, tôi không cần cháu trai. Anh thích đi kiếm con hôn, con ở thì cút ra khỏi nhà này. Rồi bà cụ hứ hừ. Sợ bà cụ tăng huyết áp, cô tin đuổi chú ra nhà ngoài. Tối đó cô ngủ cùng bà. Sáng hôm sau cô bảo chú, mẹ bảo tay mẹ bưng trầu đầu, mẹ đổi lễ, mẹ rước tôi về, nên nhà này của tôi, anh cứ chọn đi. Bà cụ chả sống được mấy đứa nữa, bà chỉ có mình anh sống sao thì sống. Nửa tháng sau, người ta thấy chú Tự xách ba lô về, sau đó đi theo mấy ông thợ cả ở làng, nhận mấy công trình nhà văn hóa, thôn bản. Cùng bà cụ và cô Tinh ở nhà vẫn các bài ca đi cùng năm tháng. Thế gian được vợ hỏng chồng, nhà mày thì hỏng cả ông lẫn bà. Không phải đều là con mẹ à? Tao mà đẻ ra cái loại chúng bay à? Thế chồng con chui ra từ cái lỗ nẻ nào? Cái loại sát rời, rơi xuống chứ sao? Rồi rồi, con thần con thánh tét đánh không chết. Mẹ ngồi im, con kỳ lưng, trơn là đã gãy cổ bây giờ. Ừ. Cái chuyện này vui lắm không ạ? Lần đầu tiên mà Khánh Ngân đọc cái chuyện mà Khánh Ngân không có bị rơi lệ. Có lẽ là cái chuyện này à, mẹ chồng nàng dâu á, nên là một câu chuyện mà là không có cổ hủ nữa. Và mẹ chồng rất là yêu thương và bên vực cô con dâu khi mà nghe cái con trai của mình à, có vợ bé ở ngoài, thì lật đật là dở cái nhiều trò mai mạnh lên. Chứng tỏ là khi mà càng nói càng chửi là càng yêu, phải không các bạn? Thì người già luôn là trở về lại con nít. Thì nếu như ai mà có mẹ chồng hơi khó tính, hoặc là nếu như thậm chí là mẹ ruột cũng vậy, thì giống như nên chiều họ một xíu. Bởi vì đôi khi cái tính khí của người già họ trở về lại con nít đó. Thì mong rằng mỗi một câu chuyện mà Khánh Ngân gửi đến các bạn thì giống như gửi một thông điệp gì đó đến các bạn, để các bạn có một ít gì đó gọi là kinh nghiệm. Khánh Ngân rất cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe cái truyện ngắn của Khánh Ngân là đọc, đó là Mẹ Chồng Nàng Dâu. Thì nếu các bạn thấy hữu ích, hãy like và share cũng như là ủng hộ tinh thần cho Khánh Ngân nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.